tay không khỏi bài sáng tạo. Mến chào cô chú anh chị bạn nha. Thì hôm nay cũng tiếp tục mình cũng buổi tối nha cô chú anh chị bạn. Đây là món kẹp về chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn xem. Rồi, anh em giờ còn tăng ca để tô cái mặt cửa nè. Rồi để mình dựng chân quay lên rồi sẽ quay lại cho cô chú anh chị và bạn xem nha. Chết luôn à.
Rồi thì mình đã tô xong cái mặt cửa nha cô chú anh chị bạn. Thì do là mình làm không kịp á nên mình tranh thủ anh em rồi tô đêm. Rồi thì mình cũng kết thúc clip nha. Hẹn cô chú lại những clip tiếp theo. Rồi ok. Bye bye.